khi gặp đội Indonesia hay là phải đối đầu với lại huấn luyện viên trưởng của đội Indonesia. Cái thứ hai là tôi nghĩ rằng có lẽ là các anh chị nhà báo phóng viên đã có quan tâm đến cái biểu cảm của tôi hay là những cái sự thể hiện về mặt sắc thái biểu cảm của tôi, chứ còn thực ra là tôi không có bất cứ một suy nghĩ nào cả. Indonesia 왜 겁나냐고. Mọi người có sợ Indonesia không? 근데 왜 자꾸 묻냐고. Thế ra hỏi nhiều thế. Câu hỏi thứ ba. Tôi muốn hỏi về danh sách tập trung của đội tuyển đợt này. Có nhiều sự lo lắng về sự thiếu vắng của hai Long, của Hữu Thắng. Ông có thể lý giải về sự thiếu vắng này không? Và ở đợt tập trung trước của đội tuyển quốc gia thì Văn Vĩ có tên, nhưng cuối cùng sau một trận đấu anh ta bị loại vì phong độ. Nhưng ở đợt tập trung này, sau những trận đấu ở vòng loại quốc gia vừa qua, có nhiều cầu thủ có tên nhưng không thể hiện tốt, và những cầu thủ không có tên nhưng lại là tốt. Tại sao không chờ đến sau cái loạt trận này ông mới công bố danh sách ạ? Thứ nhất là trường hợp của Hai Long Thắng đó là những cầu thủ cũng rất tốt, nhưng mà tôi cũng đã có những cái sự hội ý với lại ban huấn luyện và với những cái yếu tố liên quan đến chiến thuật, thì tôi nghĩ rằng cũng có những cái sự lựa chọn tốt. Tôi biết rằng là nếu như mà khi mà tôi không lựa chọn một cầu thủ này hay lựa chọn cầu thủ kia thì luôn luôn có những cái ý kiến ở trên truyền thông là tại sao lại không lựa chọn cầu thủ đó. Nhưng tôi phải nhắc lại rằng tôi cũng như là các thành viên khác trong ban huấn luyện luôn luôn là làm việc công tâm và không bao giờ có những cái suy nghĩ cá nhân, không bao giờ có những cái cảm xúc cá nhân chen vào trong cái công tác lựa chọn nhân sự cho các cấp đội tuyển. Có khá nhiều những cầu thủ đã tốt đã thể hiện được trên sân và cái này là có mắt chuyên môn. Tuy nhiên là những cái cầu thủ mà có tên này có thể là không tốt, ví dụ như là bạn thích hôm qua chẳng hạn. Cái đó tôi nghĩ rằng do góc nhìn của chúng ta là khác nhau. Tôi là người làm chuyên môn, ngay cả anh phóng viên tôi cũng có những nhiều phóng viên khác là quan điểm cũng sẽ khác anh, nên tôi nghĩ rằng và sắp tới là cũng có huấn luyện viên trưởng mới cho đội U23 quốc gia thôi, và kể cả huấn luyện viên mới cũng có thể có những quan điểm khác với tôi. Đôi khi không phải là chỉ vấn đề người ta thể hiện trên sân như thế nào đâu, mà còn là cái sự hiểu biết về chiến thuật, cái kỹ thuật có phù hợp với đội hay không, cái đó cũng là cái tiêu chuẩn của chúng tôi.